Y chang bán chó lớn nhà thấy không? Ô chương con á, à, ô chương chương con quá giống Epinard. Ôi ô chương con ha. Ô trời ơi chương quá leo lên liền y như Epinard thấy không? Ô chương quá. Không có tắm nè, có mùi rồi. Đây chiếc tàu đây, chiếc tàu đây. Trở lại mấy ông này lên đã luôn bữa nay nè, lên đi lên cho sạch đi, chiếc tàu, chiếc tàu. Ủa mấy đứa đâu hết rồi, anh sĩ đâu đó hết rồi. Hả? Với tàu nè mọi người. Ở dưới đây lạnh nha, ở dưới đây lạnh hơn với mình ha. Thương ha. Ồ thương con nữa ha. Thương con ha, ồ thương con ha. Ồ thương con. Ồ thương con ha, ồ thương thương ha. Úi trời ơi, này giống như chó sói á. Ồ thương con ha. Good boy, boy or girl? Boy hả? Cái mũi nó khác nè. Cái này. What's your name? Tên này. Lắng. Cưng không? Cưng không? Cái bà Bera ở nhà, bà không có làm gì cho bà. Bà không có sổ mộng. Bà biết hả? Con này cưng mật quá. Mật. Quá con này khôn lắm này. Con này khôn lắm. Tao biết khôn này á. Con này khôn lắm. Khôn này. Cái này không phải khôn này con kia kìa. Con này cũng khôn này luôn. Khôn này luôn, khôn này luôn. Con này nó con này dạ. Cái gì? Biết biết à. Thấy được người này. Dạ. Mà nó cũng là khôn này loại. Ông ăn chưa? Anh ăn chưa xuống rồi hả? Con cá. Con tàu này mới sáng nay. Ừ. Cân chưa? Lông nhiều. Ừ, trời đó chó này nó thích gờ nắng nó lắm, nó thích vuốt da đó. Ở đây come on, đây con này em được lạnh hả sĩ? Dạ cũng ok. Mát mát vậy. Mát mát ha. Ở đây lạnh hơn chứ. Rồi lên tàu. Ủa đi lên đường nào vậy? Ô leo cái thang này hả? Ô rồi ô rồi ô. Hay là muốn rửa ngoài trước là lên ở bên trong luôn hả? Lên bên ngoài với trong tức là hai người ở trên hai người ở dưới dọn trước rồi mới đưa cái thùng nước lên đây. Đâu để leo lên thử coi. Bây giờ thằng leo lên không té đâu, dễ gì té, thằng leo được mà. Đó. Leo lên. Ồ vậy đây hả? Rồi lái tàu là ngồi lái trên này hả? Đúng rồi. Cái phòng ở dưới là đi đường nào xuống? Đi đường này. Ờ vậy hả? Ok, ông Bình nắm thôi, ông Bình. Cầm này con Bình. Bấm vô kìm. Ê, nắm tay tôi coi. Rồi, lên tàu, lên tàu. Cái đó nó mở ra được không? Vô mình không quen. Ồ, vậy đấy hả? Rồi, lên tàu. Nó mở cái này được. Tại vì cái này thì giống như cái phòng của quanh đó. Ồ, ở dưới hầm đây. Ồ, ở trong phòng tùm lum tà la trống kìa. Không có đó lên rồi. Hả? Giờ muốn tham quan thì vô. Nên vô tham quan, cho tham quan. Rồi mấy ông nào lên là cùng nhau lên nha. Cùng nhau lên nha. Rồi cái này sửa lại hết hả nè? Sửa không? Mấy cái máy móc hay là vậy là ồ vậy là chạy thôi hả? Vậy là được. Bây giờ tôi cần cái gắn cái chân vịt chứ không tháo ra vô dầu. Ồ vậy hả? Mình giờ gắn vô tuần sau gắn vô là còn chạy rồi là ngon lành luôn hả? Ừ. Ồ vậy hả? Mới rửa là sạch sẽ. Rồi à, ai là tài công lái? Mấy anh luôn. Ừ. Chứ không phải mướn người ta lái hả? Mình lái. Ồ vậy hả? Wow, rồi mình lấy xe mình lôi đi. Hả? Lấy xe lôi ra bỏ xuống. Có xe bự. Ồ vậy hả? Ví dụ lôi ra tới xuống biển dưới luôn chứ không phải là mình lôi chỗ nào mình chạy ra hả? Mình lôi ra tới biển nó có cái rem. Ờ. Thả xuống từ từ. Vậy hả? Ờ ok. Có bao tay đâu ta mới. Là thường thường lôi xuống rồi. Biển nào nào? Xong rồi xích cô hả? Bao tay bên đây. Đi tùm lum mới. Ồ, muốn đi đâu đi? Rồi, mấy ông lên tàu, mấy ông lên tàu tham quan bỏ nha. Bỏ xa ra ngoài nha. Nha nha. Lên tàu, lên tàu nha. Bỏ xuống lạnh đó, ở đây lạnh. Ở đây lạnh hơn ở dưới. Giờ quyền lấy cái thú của mình làm. Bôi lên một chiếc thôi. Để cho con lâu đi.
Bụi nha. Đứng bụi nha. Wow. Ở trong có bếp nút nha. Mà cái này không biết rồi đi nó xây sống không nữa à. Đi xuống xây sống ối thì bà nội lúc nó nằm khóc không. Coi bụi xỉ rồi. Nằm khóc không á, kêu quay đầu vô kịp thở nữa. Nói chứ thằng chưa có đi tàu ra biển chơi mà có đi xuống cái biển ở San Francisco, tàu nhỏ nhỏ, bự hơn tàu này nhiều. Thì không có sợ nha, còn không biết cái này đi biển hay sợ không nè. Đó. Đó, ở đây là có toilet luôn nha. Có toilet luôn, bây giờ cho coi nè. Cho coi. Quá trời nè, ở trong gói mền tè le hột me nè. Đó. Cho nên là mấy ông phải liên áp với có người ở không đây, gì quần áo tè le hột me vậy. Chắc mấy ông ở đi câu cá nè. Kìa. Lò ga gì luôn tè le hột me. Phải lên thì dục hết mấy cái đồ rồi. Ê, rồi mình đi ra ở dưới mình ngồi ở trong tàu để nhìn ra biển ở đâu vậy? Chỉ có khu vực trên đây thôi hả? Thì có ở dưới hầm có nữa hay là đi ra làm sao ta? Nhìn như vậy thôi à? Đúng rồi, nó chỉ như đó thôi à. Cái này nó có khoảng ngoài 30 feet rồi, nó ngắn. Chứ không phải là ở dưới có thêm một tầng để mình đi ra được hả anh Nam? Ở trong đây là cái phòng, còn nếu mình ngồi ở trên là ngồi ở đây chơi thôi chứ không có leo lên mũi tàu hả? Ừ. Thì mở kiến chui lên. Té không? À, bụi này. Đây 2 tháng tụi anh sắp xuống nước rồi. Ủa có đem đi gọi hả? Thì nước nó vô, tháo cái dịch ra để sửa lại. Ồ vậy hả? Nước vô rồi. Trong, thắng vô trong. Không, vô cái chân dịch thôi. Đầu con cá để yên đi. Rồi mình câu là mình đứng ở trên này câu hả? Dạ. Ở trên đứng ra đây câu thôi. Dạ. Bao tay đây. Cái này cho ca sĩ đi làm luôn nha. Ca sĩ nơi nhà buồn quá à, còn đòi đi làm con chết sành nữa chứ. Thiệt mà, ca sĩ còn đòi làm con chết sành kìa. Thằng đó chơi á, ở nhà dưỡng hát thôi, anh tuần cho làm mấy ngày thôi, tại nó đỡ buồn. Còn đang dưỡng để đi hát mà, 2 tuần nó đi thông rồi. Người ta trái ra đúng không anh? Người ta trái ra làm hết á. Nếu mà chịu khó bị chửi thì chịu nghe chửi rồi nó cũng xin là nhiều tiền lắm. Nhiều lắm mà ở đây là... Con chết xin nhưng mà phải chịu khó nghe chửi ông nội, ông có nghe nổi không? Chính nữa là dễ bị chửi thôi. Chính là chính gốc. Chính gốc, thả chính nữa là dễ bị chửi nữa. Thả chính ra. Tránh chỗ khác người ta làm. Tránh chỗ khác đi cho ta làm á, đi có. Khanh ơi. Khanh. Ngờ ở dưới ông Khanh là làm gì? Bệnh quản đứng nhóng nhóng chơi cho vui thôi. Ê quà đông quá trả lương chết luôn. Không, trả lương là ai người dài người làm con. Đi chơi chơi cho vui, kéo mà ổng đi chơi cho vui. Đi đâu có đi hay trả lương gì đâu, trả gì chết rồi. Quay ca sĩ hốt gác. Tàu này mình cũng phải vô. Rồi ca sĩ hốt gác hết vô. Đó. Mình bỏ vô này đây. Đó đang bọc gác nữa nè ca sĩ. Đây nè, bỏ vô. Cái dòng ngon quá, cái dao này chặt cá nè. Để lên dao để chặt cá. Nha, thôi vậy. Để bọc đây vô. Phải vô cắt vô.
này ngon ha. Ờ chặt, ngon chặt, chặt thịt chặt xương đúng ngon luôn á. Ờ. Để mua đó chặt xương. Cho mấy cái này hốt dục hết luôn đi. Hết. Cái này để này cá, cái này đồ ngày. Đi câu cá anh biết. Ờ đồ ngày câu cá mấy đó hả? Ừ, câu cá để trong đây. Đó, cá trong phòng mền gói chiếu gói. Ủa, quà cái này quan trọng là quà cắt giùm nữa là quà. Thôi gắn vô luôn đi. Mở ta với con quà bị đụng lặn xuống bơi, chạy xuống nước tìm cái cục đó một lần rồi. Để cho cái thùng không đi, để dẹp ba cái này vô cho đâu vào đó đi, mình em cắt xích cho nó gọn gàng lên, mình đi một chuyến đi ra đảo rồi chơi. Đi vượt biên về Việt Nam luôn. Đi vượt biên. Tài đi vượt biên nha. Rồi cái khăn này vượt đi. Vượt đi lấy để lau tay. Ờ thôi để thùng chanh nó đi anh cái thùng chanh đi chưa? Khăn này để ra biển. À cái đó cái sữa. Em mang bao bao đồ chút. Xanh nè, thùng xanh nè, cắt ra đồ em mượn xanh lấy cái đây. Để đem trước đây mình cần đem theo. Bây giờ mình thử cái này sạch chỉ có lim ngoài cái này sớm mùi cũng thay mà. Cái này để ngoài nắng không là hư hết. Cái đầu chùi á. Không muốn lấy khăn lau khô á. Em Quỳnh Quỳnh thấy ta làm Quỳnh Quỳnh cũng phải làm. Nó quên rồi không biết không biết. Làm quen nó chỉ chị Quỳnh Quỳnh thấy vui đây. Quỳnh Quỳnh đó. Quỳnh Hương đó. Lâu sơ thôi. Quà các bạn rồi đó, quà các bạn nói chuyện rồi đó, quà. Nói chuyện với Quỳnh Quỳnh đi. Chuyện với Quỳnh Quỳnh đi. Thì có Quỳnh Quỳnh cho nói chuyện là vui rồi, khỏi có chọc tôi nữa ông nội. Mấy cái đó dục luôn hả? Dục luôn đi, cho nó sạch bớt. Chai nước, chai gì tùm lum mà. Qua thử khe đồ ăn hả bà? Thôi, thử khe đồ ăn. Đem dưới đây cho mình chọn lại chứ, mình đây mình lau tàu, xem sạch nó sống. Anh ơi, xong sao mình lau cho nó sạch sẽ. Để nước xịt luôn à. Xịt luôn, luôn. Giặt xuống hết. Nhưng mà để coi cái này nó xuống nước, nó coi nó thoát chỗ nào nào, coi nó chảy vô trong á. Không sao, nó đi xuống dưới trời này, nó xuống dưới trời này, không lo. Đây là nước. Đây, cái này mình lên bên đó đi. Cái vỏ mình để xuống ở đâu luôn chị Quỳnh Quỳnh, không sao khỏi quải nặng. Kiếm chỗ nào mình để lên trên đó. Kéo xuống hết luôn, làm cho nó vui, chơi thôi chứ tiền bạc đó lấy trả rồi bắt ông chủ trả hết cái đám này nhiêu tiền chết. Chơi thôi. Ờ cái máy gì đó hả? Cái nào? Xuống dưới chừng nào mình lên xong nổ lên kéo thôi. Để xuống là mất á. Để đây đi. Cục, là quên luôn. Cái đó cục máy hả? Không, ống bô. Ờ. Cho anh phải gắn vô. Ờ, bô tàu. Nó đổ luôn đi. Cái này đây, bên đây. Cái này là gì? Cái này thì câu cá. Ồ, chị câu cá vậy đó hả? Ừ, có cái nục gì lấy không? Có hả? Con luôn trời đó. Ơi, lấy! Lấy về để phô sành. Ở trong nhà để phô sành tuần ơi. Ồ vậy hả? Trời ơi, nhà em đông lắm ăn, để nó phô sành cho mấy ông này ăn. Có cái bàn trà mà cái nục bự hả anh ơi?
cánh nục không, cánh nục nhỏ. Trời, nục nhỏ cũng khoái luôn, ngon. Ở cái đó bự rồi đó, cái đó là bự rồi đó. Để nó kho cà đâu đó. Chiên. Xuống dưới không? Bụi không? Ok, hạ xuống. Bụi không à? Cái pad đó không? Rửa đi, sỉ lại lấy nước rồi, lấy vòi nước rồi. Ờ coi leo lên rửa làm gì được lắm. Không, coi cho nó xịt vậy vậy. Ờ vậy hả? Có trên nó là đang xịt rửa nước. Thì đâu để thì nhớ thứ tự nha. Để mất người ta không biết đường, người ta tìm á. Thương con ha. Ô thương con ha. Ô thương con giỏi ha. Ô thương con giỏi. Thương con. Thương. Trời ơi. Hả? Có đạn không? Đưa em cái này. Đó, cái này cũng đơn giản luôn nha. Từng tấy á. Dài nó bị vậy nè. Ok, bữa hổm tụi mình vô cái bạc đạn tròn á. Đó, mình không có đồ nghề, mình lấy cái này. Lấy cái này đóng vô. Cái hồ nó bể mẹ. Thì bể, không bể. Bể nó vô nó không được. Nó không có được rồi điều. Tròn. Ừ, vậy nha, bây giờ bẻ lái. Cái đó để thợ lo. Cái đó có đồ nghề mới được. Ừ, đúng rồi. Có thợ lo, máy móc cho thợ lo. Bây giờ mình cái này á, ý là quay á, cái này làm phải tháo ra hết. Cái gì thì không đóng được, tháo ra hết là mình sắp lại rồi đưa vô. Nếu mà anh làm được, tôi hứa trả anh về Việt Nam luôn. Chiếc pin gì đó. Trời ơi. Xe trong kẹt mà làm được, cái ngoài đó là quá dễ. Trời nổi không? Dư. Vấn đề là mình có tiền mua xăng không thôi. Thôi, khai Bình Dương mà. Trời ơi. Mình từ Việt Nam mình vượt biên qua tới đây rồi. Bây giờ đi về vậy là có gì nữa khó. Biên qua đậu Á Long thôi rồi tới đây luôn được. Thì mình tới Hawaii mình vô tới mình 77 SOS cái tàu tới trước mình làm gì đi mà qua tới đây sống quất cái lòng thầm luôn. Mà mọi người chứ phụ. Ê mình có cái lò quà cái này á. Có đi mua rồi. Đây có đồ đồ nghề đủ không? Ê rửa phải mở ra. Tháo cái này. Đồ nghề ốc vít thì có mà cái đồ cạo để lấy cái bạc đạn ra là không có. Đang cần cái đồ cạo ra. Thôi để thợ đi, để thợ đi. Có đồ nghề mới được. Để thợ đi. Có đồ nghề anh tháo là được, anh làm được. À quen thử cái máy mới mua về coi nó có không rồi. Lâu quá cái đi rồi. Bữa nay dẫn xuống đông quá trời luôn. Đông quá trời không đủ việc cho mấy ông này làm hả? Nhiều trời luôn à. Ở trên quá trời kìa, leo trên đi. Leo leo trên. Leo nổi không? Đang làm á, đang nước đang nhiều lên á. Không á. Người ta trồng đồ, ta nuôi con này con kia, đây mấy con công. Mấy con công. Bây giờ nếu mà nó múa nó xè đó nha là đẹp lắm nha. Mấy con công gà đó. Gà lôi. Dễ thương. Dễ thương quá, thấy mà con thú vật dễ thương. Dễ thương. Wow, đất rộng thì mênh mông. Một cái farm. Đây là cái RV. Xe RV này là xe RV mới luôn à. Ôi mới như cái nhà nè mọi người. Cái này chỉ là cái thùng thôi. Cái thùng thôi xong rồi. Người ta muốn kéo đi đâu là người ta có cái đầu xe. Mua cái đầu. Ôi da cất gì vậy? Cái chó cái gì nó đạp lắm.
leo leo con mập rớt xuống cái đuôi cái là nay là khỏi chở, khỏi đỡ, khỏi đỡ luôn ha hả? Phải chụp giùm chứ. À, cái chị Hằng Kali viếng phép đỡ ha. Rồi thôi lên đây, lên tiếp về, lên tiếp về. Bây giờ cho người nó thí nghiệm này trước rồi bắt đầu mình làm luôn. Nó còn ra nó đớm nữa thấy không? Còn dẫn còn đớm tại vì mình không có rửa đó, chắc dơ nó còn. Mình rửa một lớp để chút khô cà phao lại là ngon. Cái nghĩ vụ nó đúng phải rửa sạch sẽ hết. Phải thử cái đi rồi quất làm luôn. Chứ sang cái bài bản thôi. Rồi thôi rửa nước đi, xịt nước lên. Uống trà thử hả? Chờ Huy nó phải làm hết cái cát của mình nó chạy. Đúng rồi. Không, mình rửa trước. Rửa trước đi, chứ đem ngoan ngoan về, để em rửa chứ. Chứ cà phao sao nó không có muộn à. Chuyện gì cũng từ từ. Xong nó cũng xong luôn. Xịt nước cho nó hết bụi trước kìa, xịt từ trên luôn kìa. Đó, thật kìa, trên xịt xuống rồi hết bụi hết rồi người ta mới. Cái này tôi tính bán cái này thử ra. Nhà này hả? Nhưng mà xa tuốt ở dưới đây xa quá. Là cái chùa luôn. À, cái này giống như cái ai mua làm cái chùa thì cách quá trời đất rộng ha. Làm cái chùa. Nó xa quá. Có không Huy? Cái đó là đánh bóng đó hả? Đánh lại là bóng giận luôn hả? Dạ, nó không có sạch sơn. Không mau quá, sau này để miếng xăng vô đánh đi hết ra, còn miếng lợn. Anh sơn mà, sơn biết được. Căng á. Cái này mà cũng lần đầu cũng chưa biết đang thí nghiệm nè. Xăng đổ vô pha vô. Rồi xăng nó chốc sơn rồi. Cái này không có sơn. Cái này nó màu nó vậy nó không có sơn. Màu nó vậy nó bằng da mà. Bằng miếng ấy rồi. Giờ em có xăng không? Có xăng đây nè. Xăng thì thiếu gì màu bạc. Không à, để mình rửa trước đi. Thôi rửa trước xịt nước đi, quá trời bụi. Xịt cho sạch. Không có xăng không bao giờ đảm nó không có giờ ra. Ờ đánh bóng nè. Này là đang đánh bóng. Ờ vậy nó có cái gì á? Cái máy gì đó rồi? Máy gì? Cái gì? Máy nó kêu vậy vừa phao quá rồi. Ở bên kia kìa. Bên nào? Bên kia mấy ổng đang làm mà. Trời xịt cái đẹp quá ha. Rửa ra còn đẹp, mới tin. Xịt ở trên đó, cái dành từ mũi ra đó. Ở trên kìa, anh nhìn lên bụi không đó anh xanh. Chỗ nào bụi là mình xịt. Thì cứ xịt ở trên kìa, không phải quấn bóng. Từ Long An một qua Mỹ Tho, xuôi về Gò Công, tiếng giang ngút ngang như một tấm thảm lúa vàng. Hát ba tươi như là trái bưởi vậy. Hát đi. Đó mấy ông chùi kìa, đó mấy ông lao chùi kìa đó. Đúng rồi, vậy thì anh này có đồ ăn uống gì á. Kìa ai đói vô ra lấy trái cây ăn đi, chuối thì tùm lum. Trong nhà có đồ ăn, trong nhà có đồ ăn. Chuối, táo gì tùm lum ở trên bàn kìa. À, không.
ai đói lại lấy ăn, có nước uống trong thùng, nước đá, nước ngọt, nước suối. Chim tương bay hót vang trên bình mình đó con. Đó, cái thùng nước đá mình để đó đó, có nước ngọt, có nước suối. Thể có uống nước là trong cái thùng nước đá mình đó, có nước ngọt, nước suối đó, lại lấy uống đi. Ừ. Cái thùng nước đá đỏ đỏ để đó đó. Cái kia là cái chỗ lúa nó hư á, nước ra hay mới già. Đó, vui chưa, vui chưa, mấy ông làm vui chưa? Hụ hạo vậy đi. Hụ hở vậy đi. Mười năm rồi đâu có đi chiếc tàu đâu hả? Cái gì bỏ không? Gì mười năm rồi hả? Qua wow, nhưng mà rồi. Còn chạy được không? Được, anh mới đi 2 tháng trước mà. Ồ, vậy có kéo đi rồi 2 tháng trước. Bán ngàn cái bút, mình chiếc chạy được luôn. 4-5 chiếc mà. Đậu càng 3-4 chiếc nhặt nhau chơi. Vậy chiếc bên kia còn đi được không? Chiếc kia của người ta gửi. Ồ, chiếc của người ta. Hư chứ, bị hư. Nghe đi. Chiều té ra Vũ ơi. Sao? Lo đâu? Nhìn đi. Từ từ làm thôi, đừng nghĩ mệt, từ từ làm thôi. Không té đâu, không té đâu. Ca sĩ cũng giỏi lắm nha. Ca sĩ đòi đi làm concession nữa nha. Ca sĩ nó ở nhà chán quá. Ca sĩ nói bắt nhóm ở nhà chán quá, đòi đi làm concession nha. Rồi cho em lấy khăn lau được đó. Cho ra cái đường rồi. Nước lắm á. Nước giếng mình sợ heo. Nước hả? Nước giếng. Nước giếng sạch thoải mái, thoải mái. Sạch thoải mái luôn. Nước giếng sạch thoải mái. Vũ ơi đừng té, té chịu view nghe Vũ ơi. Té chịu view. Anh có giỏ ăn nghe Vũ. Biết tao lông mà. Té chịu view ha. Mình mà nói gì. Nãy Vũ hỏi có con sâu không? Nói có con sâu trong người Vũ. Sợ sâu lắm nè. Thôi theo hẳn hỏi giờ mở sau lưng nó có con sâu. Nói có con sâu trong quần. Con nào mới lớn nè. Con nào mới lớn nè. Vậy hả? Thấy luôn hả? Lấy cái thằng, lấy cái này nè. Nó theo nó kêu kêu em giờ mở sau lưng nó có con sâu. Con gà lên nó kêu. Sạch ha, chùa ra là thấy đẹp. Bụi á. Xịt nước lên cái nữa là bóng à, vòi nước lên cái giữ giữ xịt ngay cái đầu xe cái đầu mũi tàu nè nước nha. Cái kiểu cái giò nó bị hư á chứ. Trời ơi, cái gì hư thì biết cái gì á. Không biết nhưng mà chạy không. Hết rồi, đụng á, nãy em còn mà. Đâu vậy ơi. Còn. Hết rồi, giọt cũng không còn. Giọt cũng không còn. Đây còn rõ rồi, có nhiều lắm với nhà. Rồi quay bây giờ nướng vậy hả? Ủa nướng vậy là nướng sao đây? Bỏ vậy rồi đốt lửa dưới đây hả? Rồi để cái vậy lên là nướng, nướng này là nướng theo kiểu dưới suối á hả? Chơi kiểu suối mà. À Vũ ơi Vũ, nướng này theo kiểu dưới suối hả? Quẹt quẹt ở dưới suối đó. Đúng rồi. Trả lời. Quay rồi trả lời. Quay. Bây giờ tới chương trình nướng thịt. Chương trình nướng thịt của ca sĩ Phi Vũ. Mà ca sĩ Phi Vũ bữa nay đòi đi làm luôn. Đòi đi thật ra đòi hôm qua lẫn nói bây giờ đi làm với nhà cháu. Lãnh chấp mà 9 ngàn ngon rồi. Lãnh chấp 9 ngàn nữa chứ nói như có thiệt rồi. Có rồi, nhận rồi, nhận chấp rồi, nhận nhanh, làm nhanh. Nhận rồi hả? Nhận với ai? Nhận với Nân hả? Ừ. Rồi này có dầu không? Phải đổ xăng lên đô. Đổ xăng hẳn rồi. Máy sẽ lấy thôi. Đây có dầu rồi. Đúng quá.
Ở bên kia là vừa xài giấy 5 ngàn giữ rồi, 500 giữ rồi đó nha. Đang quay phim nha. Bên kia xài giấy 500 hơi nhiều, dính trong phim rồi đó. Bên đó là giấy 500 nó hơi nhiều, dính trong phim nghe hơi bà con nghe sẽ khó chịu. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy năm được rồi. Kiểm tra dân số được. Nghe tiếng có Quyền xài trong đó nữa đó. Nghe ông Quyền có xài nữa đó. Xài. Bộ môn nghệ thuật trong trong ngành chuyên môn không xài đâu. Cho nên là nghe ông Quyền mới xài là tôi mới lên tiếng đó nha. Không có bị lây. Bị lây hả? Bị lây. Ở gần bị lây. Ở gần bị lây. Rồi bây giờ là đốt lửa than. Đó, đốt lửa than đây. Đó, đốt lửa than. Rồi, ô hơi lửa cho ấm. Bếp lửa hồng bập bùng. Bập bùng.